trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVN HCMC) không thực hiện các công tác trên lưới có cắt điện, trừ các trường hợp xảy ra sự cố hoặc có yêu cầu đặc biệt. Trước đó, để đảm bảo cung cấp điện phục vụ các hoạt động chào mừng lễ Quốc khánh năm 2023, EVN HCMC đã chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện công tác kiểm tra và xử lý kịp thời các khiếm khuyết trên lưới điện, phát quang cây xanh để đảm bảo an toàn hành lang tuyến dây, phục vụ cung cấp điện an toàn và ổn định nhằm phục vụ sản xuất, sinh hoạt, vui chơi của nhân dân trong các ngày lễ. Đồng thời, lập lịch trực tăng cường, lịch trực lãnh đạo, trực vận hành sửa chữa điện 24/24 tại đơn vị, chấp hành nghiêm chế độ trực ban, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, bố trí đầy đủ vật tư, máy phát dự phòng, phương tiện và lực lượng để tiến hành xử lý nhanh chóng khi có sự cố xảy ra. EVN HCMC cũng chỉ đạo các công ty điện lực chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường bảo vệ an ninh đối với các công trình điện, tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại và ném các vật lên đường dây, thực hiện công tác phòng chống cháy nổ tại khu vực trọng điểm về chính trị, kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn điện tại các nơi công cộng, khu dân cư, khu vui chơi giải trí và các khu vực tổ chức hoạt động chào mừng lễ 2 tháng 9. Đại diện công ty lưới điện Cao Thế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tổng công suất truyền tải do công ty lưới điện Cao Thế Thành phố Hồ Chí Minh quản lý hoàn toàn đáp ứng đủ cho công suất tiêu thụ đỉnh hiện nay với độ dự phòng cao, không có trường hợp quá tải đường dây và trạm biến áp. Về phía công ty điện lực Phú Thọ cho biết thêm, đơn vị đã thành lập danh sách vật tư dự phòng để đáp ứng xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra và tái lập điện trong thời gian nhanh nhất. Song song với việc đảm bảo cung cấp điện, EVN HCMC cũng khuyến cáo người dân quan tâm kiểm tra hệ thống điện trong nhà, đảm bảo an toàn, kịp thời thay thế khi có hư hỏng, tắt hết các thiết bị điện khi ra khỏi nhà để đảm bảo an toàn phòng tránh cháy nổ.